USA Đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên Trung tâm Đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, chia sẻ và minh chứng với mọi nhà đầu tư bằng chính những giá trị giao dịch thực tế của bản thân mình xuyên suốt trong thời gian dài, với mong muốn trên con đường mà bản thân các bạn tham gia, chia sẻ, nhìn nhận về các đánh giá, tìm hiểu trên thị trường. Đi vào trong những giá trị thực tế. Bởi trên thị trường giao dịch Forex này không có chuyện là dễ, đơn giản giống như bản thân những gì mà các bạn đang tham gia vào. Nếu giao dịch được thì những kẻ như Á quân Forex thế giới, hay Rù Trader, chuyên gia Forex, hay chủ các kênh YouTube đã chia sẻ Forex, chủ các diễn đàn Forex, hay những kẻ ủy thác copy trade hoặc bán tín hiệu trên thị trường đã không dùng mồm dùng mõm để phân tích về xu hướng đọc lệnh cho nhà đầu tư chiến lược trên thị trường một cách vô tội vạ mà bản thân chúng không chịu chứng minh vào trong thực tế. Đây là điều hiển nhiên khi các bạn tham gia trải nghiệm trên thị trường. Nếu giao dịch được mà dễ, mà đơn giản đã tạo ra lợi nhuận thì bản thân bọn chúng đã chứng minh vào trong thị trường thực tế này đã không cần phải lấp liếm về những giá trị mà ngay cả bản thân chúng còn không chịu vận dụng áp dụng vào trong thị trường. Đây là điều nhà đầu tư hết sức lưu ý. Tôi chia sẻ và cho nhà đầu tư nhìn nhận rõ về các giá trị trên thị trường với mong muốn rằng bản thân các bạn hãy đi chậm lại để đánh giá, đi chậm lại để hiểu và biết được rằng bản thân các bạn cần giá trị gì trên thị trường. Và mỗi một kiến thức, mỗi phương pháp trên thị trường đều cần phải có thời gian để chúng ta trải nghiệm, cần phải có thời gian để chúng ta đánh giá, chứ không phải chúng ta lao vào với những bánh vẽ về lợi nhuận và những giá trị mà bản thân chúng ta chưa kịp kiểm chứng trên thị trường thì xin lỗi nhà đầu tư, trả giá là một con đường tất yếu cho bất kỳ một ai tham lam và ngu quáng thì xin lỗi nhà đầu tư, chỉ để ăn những bánh vẽ về lợi nhuận ở trên thị trường về đầu tư Forex này mà thôi. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân các bạn trải nghiệm, trên con đường mà cả bản thân các bạn nhìn nhận, hãy yêu cầu bất kỳ một ai đang chia sẻ trên thị trường hãy chứng minh giao dịch thực tế giống như tôi và show full toàn bộ lịch sử của bản thân chúng trên thị trường ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm để chúng ta nhìn nhận, chúng ta đánh giá. Có như vậy chúng ta mới biết được rằng kẻ đó có giao dịch được hay không trên thị trường về đầu tư Forex này. Đây là điều nhà đầu tư cần phải lưu ý. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của sàn đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, chia sẻ và chứng minh với mọi nhà đầu tư bằng những giá trị giao dịch thực tế nhất trên thị trường. Và mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp này. Đó. Rồi, chào anh em nhé. Mình có việc, mình lên để cho anh em thấy rõ.